Thưa quý vị và các bạn, sau 6 ngày diễn ra, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung lần thứ 19 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng cho các doanh nghiệp, người dân tham gia hội chợ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình xúc tiến thương mại quốc gia do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện. Dấu ấn đậm nét của hội chợ đó là vai trò cầu nối của Lào Cai trong việc thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Hội chợ thương mại do hai tỉnh Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc luân phiên phối hợp tổ chức từ năm 2001 đến nay đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng tại các địa phương biên giới hai nước. Quy mô hội chợ không ngừng được mở rộng. Hội chợ năm nay có sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam và Trung Quốc, cũng như một số nước và vùng lãnh thổ nước thứ ba tham gia, với số lượng trên 800 gian hàng. Hội chợ không chỉ có ý nghĩa về giao lưu kinh tế, thương mại giữa Lào Cai và Vân Nam, mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, các tỉnh, thành phố của Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Hội chợ cũng là dịp các sản phẩm nổi bật của ngành nông nghiệp Lào Cai đến người tiêu dùng và các đối tác quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất của tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, giao thương, liên kết hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông thôn bền vững. Qua cái hội chợ này thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho các gian hàng như là của Bát Sát và các huyện bạn để giới thiệu được những cái sản phẩm ngày một hiệu quả hơn, và sẽ là đây cũng là một cái cầu nối để giữa nhà nông và người tiêu thụ có đến xích lại với gần nhau hơn. Tại hội chợ lần này, ngoài hoạt động trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú, bên lề hội chợ còn có các hoạt động hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp hai bên. Đã có 12 cặp hợp đồng kinh tế được các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian diễn ra hội chợ, với tổng giá trị là 321 triệu USD, tăng khoảng 17% so với kỳ hội chợ lần thứ 17 năm 2017 tổ chức tại Lào Cai. Lào Cai là một cái cầu nối rất là thuận tiện để cho phía Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể qua cửa khẩu Lào Cai để nhập các cái hàng hóa vào Trung Quốc. Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lào Cai năm 2019 là hoạt động quan trọng thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa Lào Cai và các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các địa phương của Trung Quốc. Thành công của hội chợ lần này sẽ góp phần tăng cường giao lưu thương mại giữa hai bên, đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu thông qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, giúp doanh nghiệp của Việt Nam xâm nhập thị trường Vân Nam và tạo cơ hội phát triển mở rộng ra các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Hội chợ thực sự là một cầu nối, là một dịp để cho các doanh nghiệp của Việt Nam và doanh nghiệp ngoài nước tiến hành giao thương, xuất nhập khẩu. Cũng là một dịp mà các cơ quan chức năng của hai tỉnh đánh giá, kiểm điểm những cái kết quả đạt được về hợp tác kinh tế thương mại, cũng như là các cái triển khai các cái phương hướng, nhiệm vụ hợp tác trong thời gian tới. Đến giờ phút này có thể khẳng định là hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 19 năm 2019 đã thành công rất tốt đẹp. Cũng tại hội chợ lần này, với sự chủ động tích cực của các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 19 diễn ra an toàn, thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo tiền đề cho địa phương tổ chức những sự kiện có quy mô lớn trong những năm tiếp theo.